Thưa quý vị, Cục An toàn thông tin vừa phối hợp với các đơn vị và doanh nghiệp liên quan tổ chức tọa đàm nhằm triển khai chỉ thị số 14 CTTTG về việc nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Qua đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc tạo môi trường cạnh tranh tốt cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này. Xoay quanh việc triển khai chỉ thị số 14, đại diện Cục An toàn thông tin cho biết, việc quan trọng lúc này là cần phải có bộ tiêu chuẩn kỹ thuật để các doanh nghiệp nội địa nhanh chóng đưa sản phẩm đạt chất lượng vào danh mục lựa chọn mua sắm của các dịch vụ công, cũng như người tiêu dùng có thước đo tin tưởng vào sản phẩm của doanh nghiệp. Trong vấn đề an toàn thông tin thì cái năng lực của các cái cơ quan tổ chức trong nước là hết sức là quan trọng. Thế thì chúng tôi cũng đặc biệt là quan tâm đến cái việc là thúc đẩy phát triển sản phẩm và doanh nghiệp của sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam. Thì hiện nay thì có một số những cái doanh nghiệp Việt Nam cung cấp sản phẩm dịch vụ rất tốt trên thị trường, ví dụ như là BKV, ví dụ như là CMC, ví dụ như là Viettel FPT hay một số doanh nghiệp khác. Tuy nhiên là chúng tôi cũng mong muốn rằng là thông qua những cái buổi như thế này thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ ý thức được hơn về trách nhiệm của mình, qua đó thì sẽ không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm tốt hơn và hoặc là tương đương, và đặc biệt là có cái giá thành cạnh tranh. Hiện tại ở Việt Nam có 7 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng. Ngoài ra còn rất nhiều sản phẩm ngoại cũng cạnh tranh gay gắt trên thị trường, tạo nên áp lực không nhỏ cho doanh nghiệp. Trong suốt thời gian mà chúng tôi triển khai cái sản phẩm thương mại BKV Pro tại thị trường Việt Nam thì luôn luôn là cạnh tranh sòng phẳng với tất cả các phần mềm diệt virus khác của nước ngoài. Và một cái lợi thế của phần mềm diệt virus Việt Nam là không chỉ cập nhật các cái mẫu nhận diện virus phù hợp kịp thời với tình hình mã độc lây lan tại Việt Nam, mà chúng tôi có một cái đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật, và đây là một cái yếu tố rất là quan trọng, cũng đã được đề cập trong cái chỉ thị của Thủ tướng, trong đó có cái việc là tất cả cái cơ quan khi mà trang bị phần mềm diệt virus thì cũng cần phải có một cái dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24/7. Với làn sóng những cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi hơn, an ninh mạng trở thành một nhu cầu thực sự, chứ không phải là một dịch vụ xa xỉ nữa. Đó là lý do tại sao một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng ở Singapore có tên Avera đã tiến hành một chiến dịch gây quỹ thành công, thu về khoản đầu tư 1,2 triệu đô la Mỹ năm 2016. Trên thực tế, thị trường an ninh mạng ở châu Á-Thái Bình Dương đang bùng nổ, tăng trưởng tới 12,1% và dự kiến đến năm 2020 sẽ đạt gần 31 tỷ đô la Mỹ. Đây sẽ là cơ hội cho doanh nghiệp Việt không chỉ với thị phần nội địa.